Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B, đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 số sàn và là bản đủ quý vị bạn nhé. Bản đủ quý vị bạn nhìn phân biệt thì thấy đằng trước này nó có đèn bi này, đèn led này, la răng đúc này, ghế da và cân bằng điện tử, phanh ABS, khóa thông minh, đèn nổ start stop. Đây là cái khóa thông minh đấy ạ. Khóa thông minh nó giống y như khóa của Santa Fe hoặc là Tucson. Bây giờ quý vị bạn nhé, chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký cuối năm 2018. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi và tất cả còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Còn nguyên bản từ dàn lốp ạ, dàn lốp 2018 còn nguyên bản theo xe ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 386 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent sản xuất 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn đẹp, còn mới như thế nào quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi và dàn lốp theo xe còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ quay chi tiết từ ngoại thất cho đến nội thất cho quý vị và các bạn này cùng xem về chiếc xe Hyundai Accent 2018 này nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái dàn lốp đây ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Đết lốp là 2018 này quý vị và các bạn nhé. Đết lốp là 2018 này và lốp còn rất là dày đây này, với hơn 4 vạn km. Cả một cái dàn lốp này nếu như mà chạy ai mà chạy đường đẹp mà giữ gìn cẩn thận ra, nó phải chạy được tới gần 8 đến 10 vạn quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây 2018 đây quý vị và các bạn nhé. Cả cái dàn lốp này đều 2018 hết này và còn rất là dày đấy ạ. Lốp nguyên bản theo xe. Tôi cho quý vị và các bạn xem hết cả một cái dàn lốp này từ 2018 đấy, còn rất là dày quý vị và các bạn ạ, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhá. Nhìn về bên ngoài thì chiếc xe này không có xước sát thì nhiều đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần đầu của chiếc xe quý vị và các bạn có thấy nhá. Đây là cái phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị là la răng đúc này, đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đấy và cái cụm đèn pha này còn rất mới, rất đẹp, rất bóng quý vị bạn ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Phía bên dưới là cái cặp đèn gầm. Đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi. Đấy, đèn bi. Đèn gầm cũng là được trang bị đèn bi này. Cụm đèn pha đây ạ, đây là cái cụm đèn pha bên lái. Rất là sáng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị xước sát, chưa có bị móp méo hay là chưa có làm sao cả. Vì chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy. Nhìn tổng thể về cái phần đằng trước rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nhìn cái phần đầu này còn rất là đều quý vị các bạn ạ. Tất cả những cái khe từ cabo xuống tai, từ tai xuống bao lề sốc còn rất đều quý vị các bạn ạ. Đấy, nếu như đâm đụng hay là bị va chạm gì mà đã có chỉnh sửa gì thì là nó sẽ không còn được đều nữa. Bây giờ là tôi quay bên ngoài, lát nữa thì tôi sẽ cho quý bạn xem về cái phần keo chỉ bên trong. Đấy, bên ngoài rất là đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương quý vị bạn nhé. Khóa thông minh,
đề nổ start tốt đây ạ. Đây, khóa thông minh đây quý vị bạn nhé. Khóa thông minh giống y như chìa của Santa Fe. Start tốt này. La răng đúc rất đẹp quý vị các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới. Đây là cái phần ba đờ sốc sau. Ba đờ sốc sau thì quý vị các bạn thấy cái cụm đèn sau này cũng còn rất là đẹp này. Chưa có bị xước sát gì cả. Rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu còn rất là đẹp, chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và nhìn từ cái đằng sau này thì quý vị các bạn cũng thấy còn rất là đều, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi, cảm biến lùi đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Cảm biến lùi, camera lùi đủ hết rồi. Rất là đẹp luôn. Ở cái phần khúc hạng B sedan và đặc biệt nữa là cái phiên bản 1.4 số sàn này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hấp dẫn. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Động cơ là 1.4 lít MT, tức là số sàn đấy. Chiếc xe chỉ với 5,58 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và 7,04 lít cho quãng đường 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ 4,74 lít thôi ạ, chưa đến 5 lít cho 100 km quãng đường bên ngoài đô thị đâu quý bạn ạ. Đấy, cho nên rất tiết kiệm nhé. Cho nên là rất nhiều người chọn những chiếc xe này để chạy dịch vụ hay là chạy taxi đấy quý bạn ạ. Rất là nhiều những chiếc xe này thì không có taxi, không có dịch vụ gì cả, cho nên là 3 năm sử dụng nó mới chạy có hơn 4 vạn km và lốp, dàn lốp theo xe còn nguyên. Chứ nếu như chạy dịch vụ thì bây giờ lốp không còn nữa rồi quý bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhá. Bên ngoài thì không có xước sát, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu cả. Nhìn về một cái góc nghiêng ở cái phiên sườn xe đấy ạ, nếu bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì cái nước sơn nó không còn được đẹp như này nữa, và cái nền nó cũng không còn được căng như thế này nữa đâu quý vị bạn ạ. Đấy, tôi quay cho quý vị bạn xem đấy, cái nền nó còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Nền rất là căng như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nếu như có sơn thì cũng chỉ là xước sát nhỏ nhẹ mà sơn thôi, chứ không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu. Chúng ta có thể nhìn chéo này, nhìn nghiêng này là thấy được luôn ạ. Đấy, nước sơn nguyên bản theo xe của chiếc xe này còn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên chúng ta cũng mở cái cánh cửa bên lái này ra để cho quý vị bạn cùng xem nào. Keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này còn nguyên bản quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Còn rất là đẹp quý vị bạn ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên đấy ạ. Rất nhiều người mua xe của tôi không cần qua xem xe mà tôi ship đến tận nơi, vì xem video bảo tôi quay rất là chi tiết đấy ạ. Nhưng cũng có một số người bảo quay kỹ quá mất thời gian. Nói thật với quý vị bạn, nếu như quý vị bạn nào mà không có nhiều thời gian để xem thì quý vị các bạn có thể gọi điện trực tiếp hỏi tôi sẽ trả lời cho quý vị bạn xem là quý vị các bạn cần quan tâm đến những cái gì. Còn nếu như quý vị các bạn có thời gian để ngồi mà xem chi tiết là cái điều tốt nhất ạ. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng đây quý vị bạn này. Đấy, và vô lăng hơn 4 vạn này, còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều còn rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị ghế da rồi quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái ốc bản lề, cánh cửa phía sau bên lái đây. Còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không có tai nạn, không có ngập nước gì cả. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Tắp bi cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết này. Chiếc xe này còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, phải nói là chiếc xe này khá là đẹp đấy ạ. Nội thất này, nội thất rất là mới, rất là sạch sẽ quý vị các bạn ạ. Đấy, ghế da, trần cũng rất là sạch luôn quý vị các bạn ạ. Đây là cái trần của xe đều rất là sạch. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Khóa thông minh, đây là bấm tay, tôi ngồi sau cho nên là không nổ được máy, tôi chỉ bấm phần điện lên thôi ạ. Đó, cho quý vị và các bạn cùng xem. Đồng thời xác định đối tượng tuyến địa bàn trong tôi sẽ tắt đi.
Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị bạn này. Chiếc xe đã lăn bánh được 42.000 km tức là 4 vạn 2 km rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, 42.000 km tức là 4 vạn 2 rồi. Và xe cũng đã được trang bị màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện. Giải trí đa phương tiện này tích hợp cả bản đồ dẫn đường. Cái bản đồ này rất là hay quý vị các bạn nhé. Bản đồ của xe Hyundai tôi đi là tôi thấy rất là hay và an toàn. Và nó có hiển thị tốc độ của xe chạy lên là một này. Thứ hai là nó có cả biển báo tốc độ cho phép trên đoạn đường mà quý vị các bạn đang đi và nhắc tốc độ. Nếu như quý vị các bạn đi quá tốc độ thì xe bị nhắc nhở. Đấy, cho nên là quý vị các bạn đi những chiếc xe của Hyundai thì ít khi bị bắn tốc độ lắm ạ, vì có cái màn hình rất thông minh nhắc được cả tốc độ. Đấy, và vô lăng tích hợp các phím điều khiển, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển, tap bi tap lô đều rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện đây ạ, đây là cái cụm điều chỉnh này. Gương chiếu hậu này điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy, tap lô rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ luôn. Rất là mới vì chiếc xe này sản xuất năm 2018, đến bây giờ sử dụng mới được 3 năm và mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi. Từ những cái phần nỉ, phần nhựa, phần trần này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Hộp số xe cũng được trang bị là hộp số sàn 6 cấp quý vị các bạn nhé. Đi rất là mượt mà hơn rất là nhiều so với những chiếc xe mà có 5 cấp quý vị các bạn ạ. Nhiều, càng nhiều cấp số thì đi nó càng mượt mà hơn. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe đây ạ. Cốp sau xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không quý vị bạn nhé. Cũng bấm điện ở đây luôn ạ. Đấy, một là chúng ta có thể bấm điện ở đây hoặc là bấm ở trên chìa khóa. Đấy. Về cái đằng sau này thì chủ xe cũng không có chở đồ gì nhiều cho nên là nó không bị xước sát mấy ạ. Rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Rất mới, rất đẹp luôn ạ. Chưa có bị xước sát gì nhiều đâu ạ. Và cái lốp sơ cua thì nó cũng đã được hạ rồi nhưng mà cơ bản là nó vẫn còn nguyên theo xe quý vị bạn ạ. Đấy, cả cái 5 cái lốp còn nguyên hết luôn và cái đằng sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là nó còn nguyên đấy. Bộ đồ nghề cũng còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đồ nghề, kích kiếc đồ nghề đây đầy đủ này, còn nguyên hết ạ. Đấy. Và ốc cốp sau, thưa với quý vị bạn, đây là cái ốc cốp sau đây nhá. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này, chưa có bị tháo này, chưa có vết tháo này. Keo chỉ của cái cốp sau này, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên hết. Rất là mới quý vị bạn ạ. Đây là những cái phần mà để ốc cốp sau này, keo chỉ này. Đằng sau này còn rất là mới, cái cốp này mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn quý vị các bạn thấy nó sáng không ạ? Sáng không khác gì một chiếc xe mới. Và cái phần nỉ này cũng vậy ạ, nỉ này cũng còn rất mới này. Rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần tắp bi cửa sau bên phụ đây quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Đây là cái ốc bản lề còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Nội thất này rất là mới, rất là đẹp luôn. Đằng sau này thì cũng có một cái chỗ sạc điện thoại cho người ngồi ghế hàng ghế ngồi phía sau này ạ. Có cả sạc điện thoại. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe 2018 sau 3 năm sử dụng, rất là đẹp. Phía bên cánh cửa trước bên phụ cũng được bấm tay mở cửa quý vị bạn nhé. Cũng có bấm tay để mở cửa này. Mở cửa này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây là keo chỉ của cái cánh cửa trước này. Còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Ốc bản lề cũng còn. Ốc bản lề còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản và ốc bản lề nguyên bản. Táp bi còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Về cái phần ốc bản lề của cái cánh cửa sau đây ạ. Cũng còn rất đẹp, rất mới, rất nguyên bản, chưa có vết tháo. Ghế này, nội thất ghế này rất đẹp luôn quý vị bạn ạ. Cáp lô, tắp bi đều rất là đẹp. Này cái cúp trước. Sách hướng dẫn đây, sách hướng dẫn cũng như là sổ bảo hành còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Đấy, rất là mới này. Sổ bảo hành này. Đấy,
còn nguyên bản đầy đủ hết luôn quý vị và các bạn nhé. Trần rất là sạch sẽ luôn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã được xem về cái phần ngoại thất cũng như là cái phần nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn xem về cái phần ốc cabo trước đã nào. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản đây quý vị và bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào cả. Ốc cabo này, đây là cái ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Còn nguyên. Ốc tai còn nguyên hết luôn ạ. Toàn bộ về những cái phần đầu này còn nguyên bản hết luôn. Đấy. Ốc tai. Đấy, đây là ốc tai này còn nguyên này. Cho đến ốc chân cabo này. Đấy. Đây là ốc chân cabo này. Còn nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó mới còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản và ốc ác còn nguyên bản hết. Và chiếc xe ở cái phiên bản số sàn thì nó không có cái tấm chống chống nóng cabo, cho nên là nhìn rất là dễ. Nếu như chiếc xe mà có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì thì chúng ta nhìn ở cái cabo này thấy luôn ạ. Đấy, nếu như có vết làm lại rồi hay không thì là nó sẽ để lại ở trên này quý vị bạn nhé. Đấy, cái ốc cabo, cái cabo nó không có tấm chống chống nóng thì rất là dễ ạ. Đấy, cabo nguyên bản này vẫn còn tem logo của hãng. Đấy, và cái động cơ này sau 3 năm sử dụng với hơn 40.000 km, tức là 42.000 km, là 4.2 vạn đấy ạ. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe này hơn 4.000.000 km và sau 3 năm sử dụng chiếc xe này còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đây là cái ốc chân máy này. Đấy, những cái ốc chân máy này là còn nguyên hết này. Cho đến ốc mặt máy này còn nguyên hết ạ. Từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy còn nguyên hết thế này, cho nên là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Về cái vấn đề đâm đụng hay va chạm hay ngập nước, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản rồi. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Hoặc quý vị và các bạn không yên tâm, quý vị và các bạn có thể mang chiếc xe này vào hãng hoặc gara nào quen biết để quý vị và các bạn kiểm tra. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên những cái dấu chấm sơn của nhà sản xuất. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một cái động cơ 1.4. Đấy. Tôi quay rất cụ thể, rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Để quý vị và các bạn nếu như chưa có thời gian đến xem trực tiếp thì quý vị và các bạn xem video cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe như thế này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2018 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 386 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.